Liên đoàn Lao động huyện Mường Khương vừa phối hợp với công ty cổ phần chè Thanh Bình tổ chức chương trình tri ân người lao động và trao nhà máy ấm công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Thiết thực tri ân người lao động, tại chương trình đại diện Liên đoàn Lao động huyện Mường Khương đã trao 10 xuất quà cho công nhân lao động tiêu biểu, tổ chức sinh nhật cho 5 công nhân của công ty cổ phần chè Thanh Bình Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai cũng phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Mường Khương trao tiền hỗ trợ làm nhà máy ấm công đoàn cho hai gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn của công ty cổ phần chè Thanh Bình, mức hỗ trợ 40 triệu đồng một hộ. Đây là những hoạt động thiết thực ý nghĩa thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp công đoàn dành cho công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán.